Năm phẩm xá lợi. Lại nữa, kiểu thi ca xá lợi của Phật đầy rẫy cả châu thiệm bộ này làm một phần, có người biên chép pháp môn bát nhã ba la mật đa thâm diệu làm một phần, thì trong hai phần ấy ông nhận phần nào? Trời Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn, ý của con thà nhận bát nhã ba la mật đa thâm diệu. Vì sao? Vì chẳng phải con không tin nhận cung kính cúng dường xá lợi của chư Phật, nhưng thân của chư Phật và xá lợi đều là nhân nơi pháp môn bát nhã ba la mật đa thâm diệu mà sanh ra, đều do công đức uy lực đã huân tu pháp môn bát nhã ba la mật đa thâm diệu nên mới được tất cả thế gian trời người A Tố Lạc vân vân cung kính cúng dường. Kính bạch Thế Tôn, như con ngồi trên tòa Thiên Đế trong điện Thiện Pháp ở cõi trời 33 khi tuyên thuyết chánh pháp cho các trời, có vô lượng các thiên tử vân vân đi đến chỗ con nghe thuyết pháp, cung kính cúng dường nhiễu quanh bên phải rồi đi. Khi con không có ở trên pháp tòa kia, nhưng các thiên tử vân vân đi đến chỗ đó, mặc dù không thấy con, nhưng họ vẫn cung kính cúng dường như khi con đang ở tại đó. Họ nói: Chỗ này là tòa của trời Đế Thích ngồi thuyết pháp cho chư thiên vân vân, chúng ta nên cúng dường cung kính, xem như thiên chủ hiện đang ở đó, rồi nhiễu quanh bên phải lui ra. Xá lợi của Phật cũng như vậy, bát nhã ba la mật đa thâm diệu, làm cho sự nương tựa phát sanh trí nhất thiết trí, nên được tất cả thế gian trời người A Tố Lạc vân vân cung kính cúng dường. Thế nên con nói, trong hai phần, ý của con thả nhận bát nhã ba la mật đa thâm diệu. Kính bạch Thế Tôn, giả sử xá lợi của Phật đầy rẫy cả thế giới tam thiên đại thiên là một phần, có người biên chép pháp môn bát nhã ba la mật đa thâm diệu là một phần, thì trong hai phần ấy, ý của con thả nhận bát nhã ba la mật đa thâm diệu. Vì sao? Vì chẳng phải con không tín thọ cung kính cúng dường xá lợi của Phật, nhưng thân và xá lợi của chư Phật đều là nhân nơi pháp môn bát nhã ba la mật đa thâm diệu mà sanh ra vậy, đều do công đức uy lực đã huân tu của pháp môn bát nhã ba la mật đa thâm diệu nên mới được tất cả thế gian trời người A Tố Lạc vân vân cung kính cúng dường. Kính bạch Thế Tôn, như người mắc nợ sợ hãi chủ nợ, liền gần gũi hầu hạ quốc vương nương dựa thế lực của vua, khỏi sợ hãi, trái lại còn được chủ nợ sợ hãi cúng dường. Vì sao? Vì người kia nương cậy vào thế lực của vua, được vua che chở nên có nhiều uy thế vậy. Vua dụ cho bát nhã ba la mật đa, xá lợi của Phật, dụ cho kẻ nương vua. Do nương bát nhã ba la mật đa nên được thế gian cung kính cúng dường, chư Phật được đắc trí nhất thiết trí, là cũng nương bát nhã ba la mật đa mà được thành tựu, nên con thả nhận bát nhã ba la mật đa thâm diệu. Kính bạch Thế Tôn, ví như thần châu đại bảo vô giá, đủ vô lượng uy đức thù thắng vi diệu, bất kỳ chỗ nào có thần châu này thì nhân phi nhân vân vân không thể làm hại. Giả sử có nam tử hoặc nữ nhân bị quỷ thần gây hại, thân tâm buồn khổ, có người đem thần châu này bảo cho người đó biết, do uy lực của thần châu nên quỷ liền bỏ đi. Có các bệnh nhiệt, bệnh phong, bệnh đàm, hoặc hai hoặc ba thứ hòa hợp làm bệnh. Nếu có người nào buộc thần châu này nơi thân, thì các bệnh như thế đều được trừ diệt hẳn. Thần châu này để ở chỗ tối tăm có thể làm cho chỗ đó được soi sáng. Khi nóng bức có thể làm cho mát mẻ, khi lạnh có thể làm cho ấm áp. Bất kỳ địa phương nào có thần châu này thì ở đó thời tiết điều hòa, không lạnh, không nóng. Nếu địa phương nào có thần châu này thì các thứ độc như rắn, rết, bọ cạp vân vân đều không dám nương ở. Giả sử có nam tử hoặc nữ nhân nào bị trúng độc đau đớn khó chịu, nếu có người đem thần châu này cho những người kia thấy thì nhờ thần lực của thần châu nên các độc liền tiêu diệt. Nếu các hữu tình nào bị bệnh hủi, ghẻ dữ, ghẻ nhọt, bùng thủng, mắt mù lòa vân vân, và bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh yết hầu, bệnh nơi thân, bệnh nơi các lóng đốt mà đeo thần châu này thì đều được khỏi hẳn các bệnh. Nếu trong các ao suối, giếng vân vân, nước trong đó đục dơ hoặc sắp khô cạn, đem thần châu này để vào trong đó, nước liền đầy tràn và trong trẻo, sạch sẽ, thơm tho, đủ tám công đức. Nếu đem áo thêu thùa đủ thứ màu sắc, xanh vàng, đỏ trắng, hồng tía, bích lục, gói thần châu này bỏ vào trong nước, nước tùy theo sắc của áo làm thành đủ thứ màu sắc khác nhau. Thần châu đại bảo vô giá này
oai đức vô biên, nói không thể hết, nếu đựng trong dương, trong trác, cũng làm cho đổ đựng đó thành tựu đầy đủ vô biên uy đức. Giả sử dương trác ấy trống không, nhưng do từng đựng thần châu, nên dương trác đó cũng được mọi người quý trọng. Khánh Hỷ hỏi trời Đế Thích, thần châu như thế là chỉ riêng ở trên trời có hay là trong nhân gian cũng có? Trời Đế Thích thưa, trong nhân gian trên trời đều có thần châu này, nhưng ở trong nhân gian thì hình dáng nhỏ mà nặng, còn ở trên trời thì hình dáng lớn mà nhẹ. Lại tướng của thần châu ở nhân gian chẳng đầy đủ, còn tướng thần châu trên trời thì tròn đầy. Uy đức thần châu trên trời thù thắng, gấp vô lượng vô số thần châu ở nhân gian. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Diệu cũng như vậy, làm cội gốc cho các đức có thể diệt trừ vô lượng pháp ác bất thiện, bất kỳ để ở chỗ nào cũng diệt trừ đau khổ nơi thân tâm các hữu tình, nhân phi nhân vân vân chẳng thể làm hại. Như Lai đã đắc trí nhất thiết trí và vô lượng vô biên công đức khác là đều nhân nơi Bát Nhã Ba La Mật Đa, còn xá lợi của Phật là do các công đức đã huân tu, làm vật nương tựa cho các công đức này vậy. Sau khi Phật Niết Bàn nhận lãnh tất cả thế gian, trời người, A Tố Lạc vân vân cung kính cúng dường, thế nên con nói, trong hai phần, ý con thả nhận Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Diệu. Kính bạch Thế Tôn, giả sử thế giới như các sông Hằng trong mười phương đầy dãy xá lợi của Phật là một phần, có người biên chép pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Diệu là một phần, thì trong hai phần đó, ý con thả nhận Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Diệu. Vì sao? Vì chẳng phải con không tin nhận cung kính cúng dường xá lợi của Phật, nhưng thân và xá lợi của chư Phật đều nhân nơi pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Diệu mà sanh ra vậy. Đều nhờ công đức uy lực đã huân tu pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên mới được tất cả thế gian, thiên nhân, A Tố Lạc vân vân cung kính cúng dường. Lại nữa, kính bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Diệu có thể sanh trí nhất thiết trí của Như Lai. Như Lai đắc được trí nhất thiết trí, có thể sanh thân và xá lợi của Phật. Thế nên cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì chính là cúng dường trí nhất thiết trí và xá lợi chư Phật ba đời. Lại nữa, kính bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân muốn được thường thấy chư Phật trong mười phương thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khi ấy Phật bảo trời Đế Thích, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Kiểu Thi Ca, chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thế nên Như Lai cung kính cúng dường. Trời Đế Thích thưa, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là đại vô thượng Ba La Mật Đa, tất cả Như Lai đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa mà biết được tâm hành sai khác của các hữu tình. Phật bảo trời Đế Thích, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Kiểu Thi Ca, thế nên chúng đại Bồ Tát luôn luôn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vì biết đúng như thật tâm hành sai khác của các loài hữu tình. Trời Đế Thích bạch Phật, các chúng Bồ Tát chỉ nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hay là cũng nên hành năm Ba La Mật Đa khác? Phật bảo trời Đế Thích, các chúng Bồ Tát nên hành đủ 6 Ba La Mật Đa, rồi sau hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự. Khi quán các pháp đều lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa làm trên hết. Kiểu Thi Ca, như ở châu Thiện Bộ có các thứ cây, nhánh, cành, cọng, thân, hoa, lá, quả, hạt. Tuy có các thứ hình dáng không giống nhau, nhưng bóng dâm của nó thì hoàn toàn không khác. 6 pháp Ba La Mật Đa như vậy, tuy mỗi pháp có khác nhau, nhưng nhờ phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa hộ trì hồi hướng trí nhất thiết trí, nên các tướng sai khác kia hoàn toàn không thể đắc. Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thành tựu viên mãn rộng lớn vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nào biên chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, và trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu, cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, giữ gìn không xả bỏ. Lại có người biên chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, lại đem bố thí cho người khác thọ trì đọc tụng, thì trong hai phước, phước nào nhiều hơn? Phật bảo trời Đế Thích, ta hỏi ông, tùy ý ông trả lời, các hữu tình nào từ nơi người khác thỉnh được xá lợi của Phật, dùng đồ báu đựng đầy tôn trí ở chỗ sạch sẽ, lại đem các thứ chẳng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, giữ gìn không xả bỏ? Hoặc lại có người từ nơi người khác thỉnh được xá lợi của Phật, đem phân phát cho người khác, bảo người đó cúng dường,
Ý ông thế nào trong hai phước này, phước nào nhiều hơn? Chải Đế Thích thưa Bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Thế Tôn dạy, thì trong hai phước này phước sau nhiều hơn. Phật khen Chải Đế Thích, lành thay như lời ông nói. Kiểu Thi Ca, người biên chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tự mình cúng dường, hoặc chuyển cho người khác thọ trì đọc tụng, thì trong hai phước này phước sau nhiều hơn. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân có thể đem nghĩa thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa phân biệt giảng thuyết đúng đắn cho người, thì đạt được phước lại càng nhiều hơn phước đem bố thí cho người khác gấp trăm ngàn lần. Nên kính vị pháp sư này như kính Phật.